một Phật tử Trung Hoa, ông Trần Hải Lượng, có người bạn tên Hoàng Đồng Sanh. Đôi mắt cư sĩ họ Hoàng rất lạ, có thể thấy được ma quỷ và điểm quan của mỗi người. Theo lời ông, những vị tu hành chân chánh, tâm trong sạch thì xung quanh mình có dòng ánh sáng sắc trắng mát mẻ dịu dàng. Người giàu có ánh sáng sắc đỏ, bậc sang quý có ánh sáng màu tím, kẻ buồn rầu thất chí hoặc đau yếu có ánh sáng màu xám như khói. Hạng người tầm thường phần nhiều có ánh sáng màu lục, ai có điểm quang màu đen thì một là người sắp chết, hai là kẻ rất là độc ác. Và tùy theo tâm niệm tốt xấu, điểm quang của mỗi người thay đổi không đường. Đại khái, người tâm lành ít thì dòng ánh sáng lành nhỏ hẹp, bậc tâm lành hay thanh tịnh nhiều thì dòng ánh sáng lành rộng lớn. Quang lượng rộng hẹp của kẻ ác cũng như thế. Cho nên khi ta khởi một niệm ác, tuy người ngoài không biết, song mình biết, quỷ thần biết, còn những bậc thánh đắc đạo thì thấy rõ ràng như nhìn các làn chỉ trong bàn tay hay nhìn bóng hiện trong gương sáng. Mình biết thì lương tri tự khiển trách, làm cho hổ thẹn hối hận không yên. Quỷ thần biết thì phẫn nộ quở phạt. Chư Phật, Bồ Tát khi biết dù xót thương không làm tổn hại. Song kẻ gây nhân tất phải chịu quả, chẳng thể nào tránh khỏi. Từ hành vi đến tâm niệm của ta, sự phản ứng của luật nhân quả mỗi mỗi đều rất công minh. Cho nên tiên hiền đã bảo, quả báo của việc lành dữ như bóng theo hình. Khi khởi một niệm lành, tuy phước chưa đến mà thiện thần đã đến. Đốt sanh một niệm dữ, tuy quả chưa tới mà ác quỷ đã theo. Mấy lời này rất phù hợp với lý nhân quả của đạo Phật. Như trên đã nói khái quát về phần nhân, kế lại xin bàn tổng quát về phần quả. Quả báo tuy nhiều, song có thể tóm tắt trong 12 điểm. 1. Hiện báo. Đây là quả báo trong kiếp hiện tại. Có nghĩa hiện thế gây nhân thì hiện đời chịu quả. Quả báo này có tánh cách mau, ví như trồng loại cà ớt hay gieo giống lúa, chỉ trong vòng một mùa, một năm đã thu được kết quả. Hiện báo còn gọi là hoa báo. Danh từ này hàm ý nghĩa mau lẹ, ảnh hưởng không đợi đến thời kỳ sanh trái mà đã phát lộ trong thời kết bông. Tục ngữ có câu: đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Hai câu này chỉ cho tánh cách của hiện báo hay hoa báo. 2. Sanh báo. Sanh báo là gây nhân kiếp này, đời kế sau mới chịu quả báo. Quả báo này có tánh cách hơi lâu, ví như trồng ruộng chuối con, hạ thổ năm nay sang năm mới có trái. Trong kinh có câu: muốn biết nhân kiếp trước, hãy xem sự thọ hưởng đời nay. Muốn rõ quả kiếp sau, nên xét sự tạo tác trong hiện tại. Hai câu này có thể chỉ cho ảnh hưởng của sanh báo. 3. Hậu báo. Đây là nói sự gây nhân trong đời này đến 300-400 ngàn hay vô lượng kiếp sau mới thọ quả báo. Hậu báo có tính cách lâu hơn, ví như trồng những loại cây trong năm nay, đến 5-10 hay đôi 30 năm sau mới kết quả. Thuở xưa, khi Phật còn ở đời, có ông Thi Lợi Bật Đề đến 100 tuổi mới cầu xin xuất gia. Các vị trưởng lão như Ca Diếp, Xá Lợi Phất nhập định quán sát trong vòng 84.000 kiếp về trước, thấy ông hiếu căn lành nên không cho. Đến khi Như Lai đi khuất thực trở về, thấy ông khóc lóc cầu xin, liền chấp thuận. Các vị trưởng lão hỏi duyên cớ, Đức Thế Tôn đáp: Thi Lợi Bật Đề trước 84.000 kiếp, tiền thân là lão tiều phu, bị cọp đuổi gấp, leo lên cây niệm một câu mô Phật. Do thiện căn ấy đến nay mới gặp ta và sẽ được đắc độ. Vì nhân lành kiếp trước của người này quá lâu xa, nên sức đạo nhãn của các ông không thể thấy biết được. Trong kinh có bài kệ: giả sử 100.000 kiếp, nghiệp đã tạo không mất, khi nhân duyên gặp nhau
lại tự chịu quả báo. Đại ý bài kệ này chỉ cho trường hợp hậu báo. 4. Định báo. Định báo là quả báo nhất định phải chịu, không thể chuyển biến được, bởi sức nghiệp đã quá thuần thục. Trong 10 phần thành tựu cả 10, ví như cái nhà hư hao chút ít hay nửa phần còn có thể sửa chữa được, nếu kèo cột tường nóc đều hư mục, tất phải chờ cho nó hư hoại để làm ngôi khác. Và như bệnh ung thư trong thời kỳ nhẹ còn có thể chữa được, sang lúc quá nặng duy có phương chờ đến mãn phần. Cổ ngữ có câu: dược y bất tử bệnh, tử bất giải chân sầu, tức thuốc chỉ trị những bệnh không chết, rượu không thể giải mối buồn hiện thực. Mấy câu này có thể tượng trưng phần nào cho sự việc trên. Thuở xưa, vua Lưu Ly cử binh đến đánh chồng họ Thích. Đức Thế Tôn can ngăn 3 lần mà không được. Tôn giả một kiền điên bạch hỏi: sao Phật không cứu độ hàng tộc họ? Thì Ngài bảo đó là định nghiệp. Tôn giả không tin, dùng thần thông đem giấu 500 người họ Thích trên cung trời. Nhưng khi Lưu Ly Vương dẹp xong hàng Thích chủng, thì 500 người ấy cũng đều thành quyết mà chết. Đây là một sự kiện chứng minh sức định nghiệp có công năng tuyệt đối mạnh mẽ. Cho nên chư Phật có 3 việc làm được, 3 việc làm không được, gọi là tam năng tam bất năng. Các điều ấy là chư Phật có thể không tất cả tướng, thông suốt tất cả pháp, nhưng không thể diệt được định nghiệp. Có thể biết cùng tận nghiệp tánh của chúng sanh, rõ thấu tất cả nghiệp trong vô biên kiếp quá khứ và vị lai, song không thể độ những chúng sanh vô duyên. Có thể độ vô lượng chúng sanh, song không thể độ hết chúng sanh giới. Bởi thế, sức người cố nhiên là hữu hạn, nhưng sức Phật vẫn chưa phải toàn năng. Nếu chúng sanh không tín hướng đức Như Lai, không thực hành đúng theo lời Ngài dạy, thì chư Phật, Bồ Tát cũng không thể hóa độ được. 5. Bất định báo. Đây là nghiệp báo có thể chuyển biến sửa đổi được. Như có người trước đã tạo nghiệp lành, đáng lẽ phải hưởng phú quý trọn đời. Nhưng trong lúc làm quan, nếu kẻ ấy tham mê tài sắc, ăn của lót, cưỡng hiếp, hãm hại người, thì phước lộc lần lần tiêu giảm, có thể bị tù ngục, ô danh hoặc chết bất đắc kỳ tử. Và như kẻ kiếp trước kém nhân lành, nên đời này thân phận nghèo khổ, hèn hạ. Song nếu người ấy biết xét lẽ nhân quả tội phước, gắn sửa đổi tâm tánh, hết sức làm việc phước thiện, thì tội chướng lần tiêu giảm, phước đức lần tăng thêm, có thể trong hiện tại chính mình hay con cháu sẽ tiến đến cảnh vinh quang. Ví như trong đời người tước vị cao mà ý thế làm quấy, thì có thể bị cách chức. Kẻ có tội nhưng cố gắng lập công, có thể đem công chuộc tội. Và nếu lập công thêm mãi, tất sẽ được tấn chức thăng quan. Nghiệp quả của chúng sanh phần nhiều đều có tính cách bất định. Nếu chúng ta biết gắng sức dùng tâm lực để chuyển nghiệp lực, thì cảnh thiên cung Phật quốc nào phải không nẻo tiến lên. Bụi hồng có lối về hương quốc, cửa tội không tâm mở dạ đài. Chính là ý này vậy. 6. Cộng báo. Cộng báo là quả báo chung. Như thuở Đức Thế Tôn còn ở đời, 32 người con của bà Tỳ Xá Ly đều bị vua Ba Tư Nặc nghi lầm mà giết. Xét theo hiện thời thì dường như đó là hàm quan, song thật ra trong tiền kiếp vua Ba Tư Nặc là con trâu, 32 người kia đều là kẻ trộm. Trong khi con trâu biết mình sắp bị giết, quỳ xuống rơi nước mắt tỏ ý van xin. Nhưng 32 kẻ trộm quyết tâm sát hại để ăn thịt, lúc ấy lại có một bà lão tán thành giúp cho phương tiện nấu nướng. Bà lão ấy chính là tiền thân của cận sự nữ Tỳ Xá La. Bà Tỳ Xá La và 32 người con vì đồng kê cộng nghiệp
nên 32 đứa con bị giết. Còn bà mẹ bởi kiếp trước tùy hỷ việc ấy, nên hiện tại cũng dương nổi buồn lây. Điều này do Đức Phật thuật lại tiền nhân, nên mối quan kết đôi bên mới được giải thích. Lại nữa, trong thời kỳ chiến tranh, có nhiều người tuy không ra trận tuyến, nhưng cũng bị bom đạn, sự kinh khủng, cảnh nghèo đói, hoặc nỗi buồn về tưởng biệt sanh đi. Đó đều là ảnh hưởng nặng nhẹ thuộc cộng báo. Do việc tự mình giết, bảo người giết, hoặc tỳ hỷ sự giết của nghiệp sát sanh từ nhiều kiếp về trước. 7. Biệt báo. Đây cũng gọi là bất cộng báo, là quả báo riêng của mỗi cá loại trong loài người hay loài vật. Chẳng hạn như đồng là chim, nhưng có loại chim quý đẹp như bạch hạc, anh giỏ, trĩ, thanh tước, phượng hoàng. Có loại chim thường như quốc, cò, sẻ, én. Và loại xấu như chim heo, chim cụt. Lại cũng đồng là loài người, mà có kẻ xấu, người đẹp, kẻ giàu sang, người nghèo khổ, kẻ ngu tối, người thông minh. Hoặc như trong cảnh khói lửa tan tóc lan tràn, mà có người vẫn sống đoàn tụ an vui, hầu như không biết chiến tranh là gì cả. Đó là những trường hợp thuộc về biệt báo. 8. Cận tử báo. Cận tử báo là quả báo lúc sắp chết. Con người khi già yếu sắp chết, những nghiệp thiện ác từ kiếp này hoặc kiếp trước dồn lại, ảnh hưởng mạnh mẽ hơn lúc bình thường. Nếu là nghiệp thiện thì khiến cho người ấy vui vẻ, hòa nhã, hiền lương, mắt tai không lờ lãng, khi lâm chung xả báo an lành. Như thuộc về nghiệp ác thì kẻ đó trở nên nóng nảy, ưu buồn giận, khó khăn, tâm trí lờ lẫn, lúc sắp chết đau yếu mê man. Trong đời kẻ tu thiện thì ít, làm ác lại nhiều, nên đa số người đến lúc lớn tuổi thường đổi tánh. Những vị không hiểu lý này cho là già nay sanh tật. Hở Bút Giả còn ở chùa Linh Thứ tại xã Thành Phú, tỉnh Định Tường, có biết ông Hướng ấp nghé. Ông này ưa ăn thịt chó, mỗi tháng trung bình đủ 6 con, nên khi ông đi đâu thì chó sủa dồn đến đó, ai cũng đều biết. Khi ông đau sắp chết thì tự chui xuống gầm giường nằm khoanh một góc, lâu lâu lại tru lên như chó. Lúc ấy, có người đồng bạn là chú Năm Thiện đến thăm hỏi: "Anh Hương ấp làm chi lạ vậy?" "Thôi, anh lên giường nằm, đừng để cho bà con chê cười." Nói chưa xong thì ông thình lình nhảy ra táp chú, hình trạng như con chó giận dữ cắn người. May nhờ chú Năm lẹ làng tránh khỏi. Đây là một việc tượng trưng cho cận tử báo thuộc về nghiệp ác. 9. Thục vị thục báo. Điều này là trạng thái của nghiệp báo lúc chưa thuần thục và đã thuần thục. Tiên Đức nói: "Người mang nghiệp ví như người mắc nợ, mối nào mạnh thì nó kéo lôi trước." Khi xưa, một hôm Đức Phật bảo ngài A Nan: "Có người trọn đời làm lành mà khi chết bị đọa vào ác đạo, bởi nghiệp lành đời này chưa chín mùi, song nghiệp dữ kiếp trước đã đến lúc thuần thục. Có kẻ trọn đời làm ác, nhưng khi chết sanh lên thiên cung, bởi nghiệp ác đời này chưa thuần thục, mà nghiệp lành kiếp trước đã đến thời kỳ chín mùi." Việc nhân quả rất phức tạp, tùy theo thế lực mạnh yếu mà đến trước hoặc sau. Cho nên các đệ tử của ta chớ nên thờ ơ, phải gắng chuyên tu cho đạo nghiệp được tinh thuần. Vì biết đâu, có kẻ tuy đời nay yên ổn hưởng lạc lành lành, nhưng nghiệp ác những kiếp về trước đã sắp đến thời kỳ thuần thục. Bởi chưa hiểu rõ lý trên, nhiều vị thấy người làm lành mà chết xấu, kẻ hung dữ lại chết tốt, dội phê bình cho rằng không có việc nhân quả tội phước, chẳng cũng là sai lầm lắm ư? 10. Chuyển báo. Chuyển báo là những biến trạng khổ vui do sức tu thiện hay làm ác của đương nhân. Biến trạng này là sự dồn dập để chuyển đổi những quả báo sắp đến. Như có người làm đủ những điều ác, song đời sống hiện tại càng thêm an ổn, vinh quang.
Trong đây có hai nguyên nhân. Một là do túc phước của họ quá nhiều, tuy có phần tổn giảm bởi làm ác, nhưng dư phước hãy còn. Hai là do thế lực của nghiệp ác quá mạnh, khiến cho bao nhiêu phước đời này và đời trước đều phát hiện cho kẻ ấy hưởng, để rồi sẽ chịu quả báo ác đạo ở kiếp sau. Sự kiện chuyển báo nơi đây chính thuộc về trường hợp thứ hai này. Nói theo các cụ bình dân ta, đây gọi là trạng thái dồn phước. Lại có những vị chí tâm tu hành, nhưng lại thường gặp những việc thất bại, đau yếu, tai nạn, mang tiếng thị phi. Theo tiên đức, đó là do sức tu thiện, khiến cho chuyển quả báo nặng ác đạo ở đời sau, thành ra quả báo nhẹ trong hiện tại, để kẻ ấy khi mạng chung sở hưởng phước nhân thiên hay sanh về Phật quốc, và đây gọi là trạng thái dồn nghiệp. Nhiều Phật tử không hiểu lẽ này, khi gắn tu mà gặp việc không may, dội sanh tâm sợ sự niệm Phật tụng kinh hoặc thối chí bảo, càng tu nhiều càng có lắm việc phiền phức, rồi lần lần đi đến sự giải đãi. Xin đem một thí dụ để trần thích. Như người có bệnh phong hay ban, uống thuốc vào, chất độc bị giải tán, làm cho nước tiểu vàng hoặc cả mình nổi mẩn đỏ, đó là trạng thái bệnh sắp lành. Việc ấy nên đáng mừng hay là lo sợ? Kẻ tu hành cũng thế, do công đức tụng kinh niệm Phật khiến cho nghiệp chướng phát hiện để tiêu trừ. Nếu có chút ảnh hưởng khổ báo, trong 10 phần ta chỉ còn chịu đôi 3 phần. Cho nên hành giả đừng lấy việc đó làm nản chí. Và điều này trong Kinh Kim Cang Đức Phật cũng đã bảo: tu Bồ Đề, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng kinh này mà bị người khinh trẻ, nên biết kẻ ấy đời trước tội chướng rất nhiều, đáng lẽ phải đọa vào ác đạo. Do sức tụng kinh khiến đời nay bị người chê bai, nên tội chướng đời trước được tiêu diệt. Kẻ đó sẽ đắc quả A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có thuật chuyện ông Ngô Mao tu hành chân chánh, lúc sắp chết bị giặc đâm 7 thương. Khi người anh đến, ông bỗng tỉnh lại bảo: đời trước tôi tạo nhiều nghiệp ác, đáng lẽ phải còn đầu thai làm heo 7 kiếp nữa. Nhưng nhờ đời này tôi biết ăn chay niệm Phật, nên phải chịu 7 vết thương để trả 7 kiếp làm heo ấy. Hiện thời tôi sắp sanh về Tịnh Độ. Cứ theo việc ông Ngô Mao, kẻ không biết cho là tu hành mang quả, nhưng chỉ chịu 7 vết thương trả xong 7 kiếp làm heo, để rồi được sanh về Cực Lạc. Nếu so lại thì việc tu hành đâu phải luống uổng, và công đức niệm Phật chính thật không thể nghĩ bàn. Nhưng tu hành không phải mỗi người đều bị chuyển báo. Nếu kẻ có căn lành từ kiếp trước thì càng tu càng được an vui. Hành giả đừng in trí theo một phương diện trên mà sanh lòng e ngại. 11. Thế gian báo. Đây là những quả báo khổ vui trong ba cõi dục, sắc và vô sắc. Nguyên nhân chánh của sự lưu trệ trong tam giới là vì khi gây nhân chúng sanh còn chấp ngã. Chẳng những thế gian và ngoại đạo, mà các vị tu theo chánh giáo, nếu chưa dứt hết tâm chấp ngã, còn tham nhiễm lục trần, cũng vẫn còn ở trong dòng luân hồi sáu nẻo. Tuy nhiên, những sở hành theo Phật Pháp đều gây nhân duyên đắc độ về sau. Nhưng kiếp tương lai trong khi tu, điểm chánh yếu của sự giải thoát vẫn là điều kiện dứt ngã chấp. Trong Truyện Ký nhà Phật có chép việc một ni cô tụng kinh Pháp Hoa 30 năm, nhưng tâm còn nhiễm thanh sắc, nên kiếp sau chuyển làm nàng kỹ nữ thanh sắc vẹn toàn, nơi miệng thường bay ra mùi thơm hoa sen. Tại Việt Nam, đời nhà Lê, một vị sư tu Tịnh Độ ở chùa Quang Minh, bởi tâm lợi danh chưa sạch, nên kiếp sau chuyển sanh làm vua Khang Hy bên Trung Hoa. Khi được biết tiền nhân, nhà vua viết mấy bài thi hoài cảm, trong ấy có hai câu: ngã bản Tây Phương nhất Phật tử, dân hà lạc tại đế dương gia, tức ta vẫn là con của Phật A-di-đà ở Tây Phương,
tại sao nay lại lạc vào dòng chương thất? Đời Tống ở Trung Hoa, Giới Diễn và Quang Huệ đại sư đồng tu thiền, song Giới Diễn vì còn chút tâm niệm luyến sắc nên kiếp sau đầu thai làm nhà văn hào lỗi lạc đa tài mà cũng đa tình là Tô Đông Pha. Sau khi được ngài Quang Huệ chuyển kiếp làm Phật Ấn thiền sư để quá độ, Tô Đông Pha trở lại đường tu. Có lẽ nhớ biết những kiếp về trước nên lúc lớn tuổi trong cuộc tái du thăm viếng chùa Kim Sơn, ông đã viết mấy câu thi: Kim Sơn chùa núi gần mây nước, tóc bạc Đông Pha lại đến đây. Tiền kiếp đức dân nay chính tớ, mơ màng còn nhớ diệu cao đài. 12. Xuất thế gian báo. Thế gian báo là quả báo thuộc lục phàm. Trái lại, xuất thế gian báo là quả báo của tứ thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Quả báo tứ thánh do bởi khi tu lìa ngã chấp mà được thành tựu. Trong hành vô ngã này, hàng vị thừa hãy còn hẹp, song Bồ Tát thừa thì rất rộng rãi nhiệm màu. Bồ Tát chẳng những tu tam vô lậu học của pháp xuất thế gian mà còn làm tất cả việc từ thiện của thế gian. Tâm của Bồ Tát không thấy có sở đắc sở chứng, không có tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, tuy độ vô lượng hữu tình, nhưng không thấy mình là người quá độ, chúng sanh là kẻ được độ, tuy quanh mình thị hiện vô biên quyến thuộc, nhưng lòng hằng vắng lặng không thấy có quyến thuộc, tuy tu vô lượng phước đức, nhưng không thấy mình có phước đức, đây là hạnh vô tướng. Người biết thật thành hạnh vô tướng, dù là làm việc thiện thế gian, song đều thành kết quả giải thoát. Bằng trái lại, tuy tu thánh đạo cũng hóa ra phước báo thế gian. Về hạnh vô tướng này, trong Kinh Kim Cang có đoạn Đức Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, như có vị Bồ Tát dùng số lượng thất bảo đầy cả hằng hà sa thế giới để bố thí. Nếu lại có người biết tất cả pháp đều vô ngã, được thành vô sanh nhẫn, thì công đức của vị Bồ Tát sau này hơn bậc Bồ Tát trước kia. Tại sao thế, Tu Bồ Đề? Bởi thật ra chư Bồ Tát đều không thọ phước đức. Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, sao gọi là Bồ Tát không thọ phước đức? Này Tu Bồ Đề, vì Bồ Tát tuy làm những việc phước đức song chẳng tham trước, nên ta nói không thọ phước đức. Thông thường hàng Phật tử tại gia khi mới quy y, duy thích cúng dường chùa mình, phụng sự thầy của mình, hay chỉ làm những Phật sự mà họ cho là có công đức hơn việc thế gian. Nhưng nếu họ hiểu rộng hơn, vừa dùng tâm bình đẳng phụng sự Tam Bảo, vừa làm các việc từ thiện ở đời, như giúp đỡ kẻ nghèo khổ đau yếu, chu cấp cho hàng quả phụ cô nhi, rồi đem công đức ấy hồi hướng về tịnh độ cùng đạo vô thượng Bồ Đề, thì tất cả việc làm lành đều đi đến kết quả giải thoát cả. Tóm lại, sự lý nhân quả thật vô lượng, chuyển biến chập chồng, có thể gọi là khó bàn khó nghĩ. Nhưng về nhân, không ngoài sự hơn kém của nghiệp thân, ngữ, ý, qua ba hạnh phước, phi phước và bất động. Về quả, lại tổng quát trong 12 điều trên, nếu nắm được mấy điểm chánh yếu như đã kể mà suy rộng ra, về vấn đề này, người học Phật có thể hiểu quán xuyến tất cả. Tiếp 4. Những tương quan giữa nhân và quả. Trạng thái nhân quả thật vô cùng, đi nhân nào tất cảm quả ấy, duy sự báo ứng hoặc đến sớm hay muộn mà thôi. Trong đây, nếu có sự chuyển biến là do những ảnh hưởng xấu hoặc tốt khác xem vào. Thí dụ, một ly nước trong, như ta chỉ bỏ muối vào, tất nước phải mặn. Nhưng nếu lại để xem thêm đường, vị nước sẽ đổi khác. Sự chuyển biến của nhân quả thiện ác cũng như thế. Nay ở đây chỉ luận bàn về những tương quan trực tiếp giữa nhân và quả, với mục đích thủ tính cùng diệt giả, xin dẫn toàn những thánh giáo để chứng minh. Trong Kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo, Đức Phật bảo: Này A Nan, muôn vật giữa đời đều có tốt duyên. Người được quả báo hào quý làm bậc quốc vương trưởng giả từ nơi nhân lễ kính, phụng sự Tam Bảo mà đến.
người được quả báo giàu có của cải vô hạn từ nơi nhân bố thí mà đến, người được quả báo sống lâu không đau bệnh, thân thể mạnh khỏe cao lớn từ nơi nhân giữ giới mà đến, người được quả báo đoan trang xinh đẹp, nước da trắng tươi sáng rỡ, ai thấy cũng đều ưa thích mến chuộng, từ nơi nhân nhẫn nhục mà đến, người tánh nết siêng năng mau mắn, ưa làm việc phước thiện, từ nơi nhân tinh tấn mà đến, người dáng điệu an nhàn, lời và hạnh đều có suy nghĩ chừng mực chắc chắn, từ nơi nhân thiền định mà đến, người thông minh tài trí, hiểu suốt thâm pháp, từ nơi nhân tu huệ mà đến, người được tiếng nói thanh thao rõ suốt, ai cũng ưa nghe, từ nơi nhân tụng kinh ca ngợi tam bảo mà đến, người dáng vẻ sáng sạch hiền hòa không đau yếu, ai thấy cũng mến, từ nơi nhân từ tâm mà đến. Ngài A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, sao gọi là từ tâm? Đức Phật bảo: Từ tâm có bốn điều. Một, thương tất cả chúng sanh như mẹ thương con. Hai, thấy chúng sanh khổ xót xa muốn cứu độ. Ba, thấy chúng sanh hiểu đạo biết làm lành, hướng về nẻo giải thoát sanh lòng vui mừng. Bốn, thường ái hộ chúng sanh, chẳng những săn sóc giữ gìn thân mạng mà còn không có lời vô ý làm cho người bất mãn buồn rầu, ấy là những tướng trạng của từ tâm. Lại đầy A Nan, kẻ nào thân thể cao lớn là do nhân ưa lễ bái, khiêm nhường, cung kính tất cả mọi người. Kẻ nào lùn thấp là do nhân khinh mạng tự cao. Kẻ nào dung mạo thô xấu là do nhân giận hờn, nóng nảy. Kẻ nào sanh ra ngây ngô kém hiểu biết là do nhân không thích học hỏi. Kẻ nào ngu si là do nhân không chịu dạy dỗ người. Kẻ nào câm ngọng là do nhân khinh ngạo, chê bai người. Kẻ nào đuôi điếc là do nhân quỷ bán tam bảo, không chịu nghe chánh pháp. Kẻ nào làm thân tôi đòi là do nhân mắc nợ không trả, hoặc không kính lễ tam bảo. Kẻ nào thân hình đen xấu là do nhân che ánh sáng của Phật. Kẻ nào sanh ra ở nước lõa hình là do nhân ăn mặc ở hang vào tinh xá hay đến trước chỗ Phật. Kẻ nào sanh vào nước Mã Đề, thân người bàn chân ngựa là do nhân mang giày dép đi trước chỗ Phật. Kẻ nào sanh ở nước Xuyên Hung, mọi người đều xôi hông, là do nhân bố thí làm phước mà sanh lòng hối tiếc. A Nan, chúng sanh nào làm loài hư nai là do kiếp trước ưa làm cho người sợ hãi. Chúng sanh nào sanh làm loài trồng là do kiếp trước ưa bẩn cợt và giận hờn, làm cho người phiền muộn. Kẻ nào nơi thân bị bệnh lác, ghẻ độc làm cho đau nhức khó chịu, chữa trị không lành là do kiếp trước ưa đánh đập chúng sanh. Kẻ nào mọi người trông thấy đều vui mừng cảm mến là do kiếp trước khi thấy người niềm nở vui mừng cảm mến. Kẻ nào mọi người trông thấy đều chán ghét là do kiếp trước khi thấy người rẻ rúng chán ghét. Kẻ nào thường bị công cùng tù ngục là do kiếp trước hay trói buộc hoặc giam nhốt chúng sanh trong lòng chậu, khiến cho nó không được tự do. Kẻ nào bị rách miệng sức môi là do kiếp trước ưa câu cá. A Nan, kẻ nào trong hội thuyết pháp không để ý lắng nghe lại đối trái ngược làm loạn ý người khác, kiếp sau sanh làm con lừa tai dài hoặc loài chó sụ tai. Kẻ nào kiêu căng bỏng sẻn tham lam, thích lén ăn uống, chỉ hưởng thụ riêng một mình, không nói hoài đến người thân sơ, hạng nghèo khổ, lúc chết rồi bị đọa vào địa ngục. Kế làm loại ngạ quỷ, khi được sanh làm người thì nghèo hèn, đói khát, mặc chẳng kính thân, ăn không no bụng. Kẻ nào thường ăn riêng thức ngon, cho người món dở, kiếp sau bị đọa làm loài chó, lợn, bọ hung. Kẻ nào thường tách mai, đánh dẫy, lột da loài vật, đời sau làm sanh vật bị quả báo y như hành động của mình kiếp trước. Kẻ nào ưa giết hại, kiếp sau sẽ bị đọa vào tam đồ, cho đến làm con phù du trên mặt nước, sống sanh, chiều chết. Kẻ nào trộm cướp, kiếp sau sẽ làm thân tôi tớ hoặc trâu bò, lừa, ngựa để trả nợ người. Kẻ nào hay nói dối, nói thâm thọc, mắng chửi, nói lời cay độc, bêu rêu việc xấu của người, khi chết sẽ sa xuống địa ngục, bị rót nước đồng sôi vào miệng.
hoặc bị cắt lưỡi, cày lưỡi, sao lại làm thân ác điểu? Người nghe tiếng kêu đều kinh sợ, bảo là điềm quái gở, nguyền rủa muốn cho nó chết. Kẻ nào quyến rũ dâm loạn vợ chồng con cái người, khi chết đọa vào địa ngục, nam ôm cột đồng lửa, nữ nằm giường sắt nóng, sao lại làm loài thú đa dâm hoặc làm loài ngỗng dịch? Kẻ nào ưa uống rượu phạm nhiều tội ác, lúc chết bị đọa vào địa ngục, sao sanh làm loài giả nhân, khi được thân người lại ngu si khờ dại? Kẻ nào vợ chồng không biết nhường nhịn hòa thuận, thường hay tranh cãi, nặng lời xua đuổi nhau, kiếp sau đọa làm thân chim cương, tức tu hú, chim bồ câu. Kẻ nào ưa lạm dụng sức người, kiếp sau sanh làm loài voi, bị người dùng sức lại. Này A Nan, trừ những vị làm quan y theo pháp luật, hạch hỏi xử phạt một cách công minh thì không tội. Nếu hạng quan liêu ỷ quyền thế xâm đoạt tài sản của dân, hoặc ăn hối lộ dung túng kẻ ác, tra tấn gông cùm, xử hiếp người vô tội hay không đáng tội, thì khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục, chịu thống khổ ngàn muôn kiếp, sao lại sanh vào loài trâu bò, bị xỏ mũi đánh đập, mang kéo nặng nề để đền tội trước? Lại nữa A Nan, người nào từ thân thể đến cách ăn ở lôi thôi không sạch sẽ, do từ loài lợn mà đến, người nào tham lam bỏng sẻn không ưa bố thí, do từ loài chó mà đến, người nào ngược ngạo tự tung tự tác không chịu nghe lời ai, do từ loài dê mà đến, người nào tánh lao chao gặp việc không nhẫn nại, do từ loài kỹ dưỡng mà đến, người nào có tâm độc ác ngầm, do từ loài rắn rết mà đến, người nào thích ăn ngon hung dữ, ưa khủng hại chúng sanh, không có tâm lành, do từ loài cọp sói mèo chồn mà đến. Trong kinh Địa Tạng Bản Nguyện, Đức Phật bảo: Này Tứ Thiên Vương, Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát sanh thì nói về quả báo do túc ương mà chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, nói về quả báo nghèo hèn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm, nói về quả báo làm chim sa sẻ, bồ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ thốt lời thô ác, nói về quả báo quyến thuộc chống đối nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, nói về quả báo lỡ miệng, không lưỡi. Nếu gặp kẻ ưa nóng giận, ngài nói về quả báo thọ thân hình thô xấu, tàn tật. Nếu gặp kẻ tham lam bỏng sẻn, nói về quả báo sự mong cầu không toại ý. Nếu gặp kẻ uống ăn vô độ, nói về quả báo đối khác đau cuốn họng. Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, nói về quả báo kinh hãi điên cuồng bất mãn. Nếu gặp kẻ phản nghịch cha mẹ, nói về quả báo bị tai nạn đất trời tru lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, nói về quả báo mê cuồng đến chết. Nếu gặp cha mẹ ghẻ, ăn ở độc ác, nói về quả báo thác sanh trở lại, bị sự trôi giọt đánh đập. Nếu gặp kẻ ưa lướt, bắt chim non, nói về quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ hủy bán tam bảo, ngài nói về quả báo đuôi, điếc, câm ngọng. Nếu gặp kẻ kinh chê chánh pháp, nói về quả báo hằng ở trong ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, của chùa chiền tăng chúng, nói về quả báo ức kiếp bị luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ làm ô nhục người tu hạnh thanh tịnh, cùng du bán tăng ni, nói về quả báo thường ở trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi, dao gậy hay lửa giết hại chúng sanh, nói về quả báo luân hồi thay nhau để thường mạng. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, nói về quả báo làm cầm thú bị đói khát. Nếu gặp kẻ phung phí tiền của một cách vô lý, nói về quả báo sự mong muốn tiêu dùng thường thiếu hụt. Nếu gặp kẻ kiêu mạn tự cao, nói về quả báo làm thân hèn hạ, bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ nói đâm thọc cho người sanh sự gây gỗ, nói về quả báo thọ thân không lưỡi hoặc trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, nói về quả báo sanh nơi chỗ hẻo lánh, không được nghe chánh pháp. Này Tứ Thiên Vương, như thế chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, từ nơi thân, ngữ, ý tạo nghiệp, kết quả bị trăm ngàn sự báo ứng. Và tùy theo những nghiệp cảm sai biệt ấy, Địa Tạng Bồ Tát cũng dùng trăm ngàn phương tiện để hóa độ,
nay ta chỉ kể một đôi phần sơ lược thế thôi. Như trên, việc luân hồi nhân quả thật vô cùng, như bánh xe quay tròn, dây trả trả dây, không biết khi nào là kết cục. Trong luân hồi đã hàm nhân quả, bởi nhân quả nên mới có luân hồi. Cho đến chư Phật muốn thành đạo chánh đẳng bồ đề, trong nhân hạnh cũng phải tu vô biên phước huệ. Nhưng đối với các bậc thánh giả, bởi để dứt sạch ngã chấp nên tùy ý đến quá độ các cõi, hay muốn sống chết lúc nào cũng phải được tự tại. Và bởi chư thánh lấy pháp giới làm thân, đã thoát ly ngũ uẩn, nên tuy thị hiện ở cõi trời, người hay nơi ác đạo, cũng không bị sự khổ vui chi phối. Nên một vị thiền sư đã bảo: lão tăng tự có phương nhàn tịnh, nào ngại trăm phiền tám khổ dây. Về sự luân hồi, duy có hai nghiệp ái dục và sát sanh là nặng nhất. Do sát sanh mới thành cảnh quan cừu hờn giận chém giết lẫn nhau. Do ái dục mới thành mối ân tình của vợ chồng quyến thuộc. Sát sanh phần lớn là do vì tham món ăn ngon. Ái dục lại bởi say đắm việc tình nhiễm giữa nam nữ. Nhưng so lại trong các thứ nhiễm lạc đời thì nghiệp ái dục sâu nặng và mạnh mẽ hơn cả. Từ xưa đến nay, biết bao bậc dương hầu khanh tướng vì thanh sắc mà mất nước lụy thân, cho đến Đức Phật cũng công nhận nếu có cái thứ hai mạnh như ái dục thì đệ tử của Ngài cũng không phương giải thoát. Lấy một việc để nêu gương, như Đường Minh Hoàng nếu không say đắm trong dòng thanh sắc thì cũng có thể thành anh quân, đâu để An Lộc Sơn ghi thành cảnh đào dông bỏ nước. Và nếu Đương Dương có duyên với Phật Pháp, xét biết 3000 thế giới, sắc tức là không, thì chi đến nỗi xiêm nghê tiếng ngọc, hồn tiêu kim cốc dừng xuân, trăng khuyết hoa tàn, lòng nát mã môi trạm lạnh. Thế nên, trong việc nhân quả luân hồi, hai nghiệp dâm sát, chẳng những người tu tại gia mà bậc xuất gia cũng đều phải tự kiểm soát lấy lòng và hết sức tránh duyên dè dặt. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.